Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Chúng ta đã bước qua tháng 3 rồi và đây cũng là kỷ niệm một năm khi mà Fed bắt đầu tăng lãi suất tại Hoa Kỳ và đó là cái lần tăng lãi suất đầu tiên sau đại dịch thì một năm trôi qua rồi các bạn thấy được là một năm qua đó thị trường đầy dao động luôn chúng ta có rất nhiều những cái biến cố trong thị trường trong vòng một năm qua thì fed tăng lãi suất một năm qua đó kết quả ra sao và thuận sẽ dành thời gian có thể là ở trong cái video phần 2 của cái tập này để chia sẻ một số những cái thông điệp rất là quan trọng với các bạn và đây là những cái lập luận tại sao mà thuận vẫn tin tưởng vào đầu tư và những gì fed làm đó khi các bạn zoom ra các bạn sẽ hiểu rõ hơn là chuyện gì đã xảy ra các bạn có biết là chúng ta đã bước qua tháng 3 rồi và đây là kỷ niệm một năm sau khi mà Fed tăng lãi suất sau đại dịch và một năm đã trôi qua rồi Fed tăng lãi suất như thế nào và kết quả ra sao và đây là một số những tâm sự một số những chia sẻ thường thực sự muốn gửi đến các bạn thì đầu tiên hết đó, các bạn nên hiểu là Fed đã tăng lãi suất một cách rất là nhiều luôn một năm trước đó, tháng 3 của năm ngoái thì lãi suất bắt đầu tăng lần đầu tiên là 0.25%, lúc đó lãi suất là 0% các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy được là lãi suất của Fed đã có một cái sự tăng trưởng cực kỳ nhanh so với lời lịch sử cũng rất là nhanh luôn các bạn. Để thường zoom ra các bạn thấy rõ ràng hơn là các bạn đã thấy được là so với tốc độ tăng trưởng từ năm ngoái tới năm nay đó tuy lãi suất hiện bây giờ vẫn không bằng những năm như là 1980 nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng thì thật sự rất là nhanh và điều này ảnh hưởng nhiều hơn đối với nền kinh tế đối với thuận tại vì các bạn thường tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy đó thì nền kinh tế sẽ bị một cú sốc và đó thì chúng ta đã chứng kiến từ năm ngoái tới bây giờ tốc độ tăng trưởng đã tới cái mức hiện bây giờ là 4.57% rồi các bạn lãi suất bây giờ đó như vậy bạn đã biết rồi chúng ta giao động ở mức là 4.5 cho đến 4. 75. Và cái ngày đầu tiên mà Fed tăng lãi suất sau đại dịch là ngày 16 tháng 3 năm 2022. Thì nếu như mà các bạn nhìn vào ở bên dưới này đó, cái đường đi của CPI và PCE là hai cái chỉ số rất là thông dụng cho dùng để mà đo lường phần trăm làm phát đó thì kết quả ra sao. Nếu như mà các bạn nhìn vào cái thời điểm mà Fed bắt đầu tăng lãi suất hồi tháng 3 của năm ngoái đó thì các bạn thấy được lúc đó CPI đã lên tới cái mức là 6.5 sau khi mà Fed tăng lãi suất thì các bạn thấy được là trong vòng một năm qua đó CPI đã lên tới cái mức là 6.6 là cao nhất rồi sau đó lại có cái sự giảm xuống thì khi các bạn chỉ nhìn riêng thông tin này các bạn cảm thấy được là Fed đã, thật sự có thể làm cho lạm phát ngưng tăng tốc độ không phải là không lạm phát nữa mà lạm phát cái tốc độ tăng trưởng đã bị ngưng lại ở cái mức là 6.6 cao nhất rồi xuống tới cái mức hiện tại là 5.5 hay là các bạn nhìn vào PCE thì PCE thời điểm tháng 3 là 5.4, tới bây giờ là 4.7. Nhìn riêng cái này thì nhiều bạn sẽ cho là Fed cũng đã thực hiện được lời hứa của mình, tăng lãi suất đúng là ảnh hưởng đến nền kinh tế nhưng mà cũng đã có cái sức kiềm hãm được làm phát và nếu như mà chúng ta nhìn vào cái số lượng việc làm mà tạo ra hàng tháng đó cái thời điểm là tháng 3 của năm ngoái đó so với lại bây giờ thì các bạn thấy được là tháng nào chúng ta cũng có thêm công an việc làm và thậm chí phần trăm thất nghiệp bây giờ rất là thấp thì chúng ta có nên vui mừng hay không chúng ta có nên nghĩ là Fed đã coi như có phần thành công những cái mà chúng ta chịu được một năm qua coi như là cũng có kết quả rồi thì cũng không hẳn đâu các bạn để thường chia sẻ và điều thường muốn nói nhất với các bạn đó, trong video ngày hôm nay là chúng ta không phải nói là fed đã không thực hiện đúng lời hứa hay là fed tốt hay không tốt làm phát tốt hay không tốt mà quan trọng hơn đó là các bạn nên hiểu chuyện đang xảy ra chúng ta cần zoom out để nhìn toàn cảnh rồi các bạn mới có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân mình nên làm gì các bạn có thể nhìn thấy được một số những ví dụ đây là một trong những uh, tiktoker đã chia sẻ cái sự khác biệt một số những mặt hàng đa dụng ở costco và Costco là một cái siêu thị bán sỉ Giá ở đây đã rẻ hơn so với bên ngoài Và các bạn đã thấy được là nếu chúng ta nhìn vào bột mì đa dụng đi Thì hiện bây giờ đó bột mì đa dụng là 12 đồng 49 sen tại Costco Trong khi mà trước khi có đại dịch là chỉ có 5 đồng 99 mà thôi Rồi chúng ta nhìn vào một ví dụ khác nữa Đây là bơ các bạn Thì bơ đó ở Costco bây giờ là 13 đồng 59 sen So với trước đại dịch là 9 đồng 49 sen Và chúng ta nhìn vào một cái mặt hàng khác nữa đó chính là mayo thì mayo thì bây giờ là 9 đồng 99 cent tại Costco trong khi mà trước đại dịch chỉ có 4 đồng 99 cent mà thôi và đậu lăng đó là 15 đồng 99 cent tại Costco trong khi mà trước đại dịch chỉ có 6 đồng 99 cent mà thôi. Thì đây là một số những cái ví dụ mà thôi các bạn, à, không phải là tất cả nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là khi mà chúng ta nói tới phần trăm lạm phát là chỉ có là 6.1 hay là 5.4 hay là 4 mấy, thực ra mà nói những con số này đó là những con số được chia sẻ theo cách tính của bộ thông tin lao động mà thôi chứ còn phần trăm lạm phát thật là rất là khác ở ngoài chúng ta có thể nhìn thấy những cái mặt hàng như là chúng ta nói tới xăng như thế nào các bạn có thể nhìn thấy được là thức ăn đã tăng giá ra sao đương nhiên không phải chỉ tăng 5.5% hay là 6.6% như là được chia sẻ bởi Bộ Thông tin Lao động tại Hoa Kỳ rồi Phần trăm lạm phát đó đối với lại những mặt hàng như là thức ăn là rất là thiết yếu các bạn Có sự tăng trưởng cực kỳ kinh khủng luôn Và không chỉ riêng là những cái mặt hàng ở Hoa Kỳ Chúng ta có thể nhìn thấy được là khắp nơi đó câu chuyện đều tương tự như vậy Các bạn cứ nghĩ đi một tô phở, một cái dĩa cơm tấm các bạn ăn bây giờ bao nhiêu Trước đại dịch là bao nhiêu Các bạn đi mua một cái vé xem phim là bao nhiêu Trước đại dịch là bao nhiêu thì các bạn sẽ thấy được lạm phát thực sự là như thế nào sự thật đó, thì phần trăm lãi suất tăng rất là nhanh nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào một cái phần khác của fed đó, tại vì các bạn đã nhớ là fed muốn siết chặt tiền tệ thì có hai cách thứ nhất là họ tăng lãi suất thứ nhì nữa họ nói là họ sẽ bắt đầu à, giảm đi cái số lượng trái phiếu trong cái ngân sách kế toán của họ nhưng mà nếu các bạn nhìn kỹ đi ngân sách kế toán của họ đã, đã giảm được bao nhiêu các bạn thấy được là trước khi mà giảm đó thì cái con số trái phiếu họ lưu trữ là gần như là 9.000 tỷ các bạn thấy được là cho tới bây giờ là 8 ba 000 tỷ thì cũng có cái độ đi xuống các bạn nhưng mà khi bạn zoom ra thì các bạn sẽ dễ dàng thấy được là cái tốc độ giảm xuống không có là bao nhiêu hết á có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta đã thấy rất nhiều tiền được in ra trong một sự kiện đại dịch này và cái số tiền đó phần lớn vẫn đang nằm trong nền kinh tế dẫn đến lạm phát hiện tại và cái cách mà Fed làm đó là tích cực bán một phần trái phiếu và một phần khác là để đến khi đáo hạn rồi họ sẽ không có mua lại trái phiếu khác và một phần lớn trái phiếu mà Fed lưu trữ đó chính là công trái phiếu ở Hoa Kỳ và đó là cách mà in tiền ở nhiều ngân hàng trung ương các bạn chúng ta có thể nghĩ là mỗi lần mà chính phủ cần in tiền thì họ đến mới in nhưng mà in thực ra cũng không phải như vậy mà giống như là ở Hoa Kỳ đó họ sẽ có là Fed và khi mà cần tiền đó thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ coi như là bán giấy nợ cho Fed thì sau khi mà Fed mua giấy nợ đó nghĩa là công trái phiếu đó thì Fed sẽ ghi lại cái số tiền đó trong cái tài khoản của Bộ Tài chính của Hoa Kỳ để mà họ chi tiêu rồi sau đó cái số lượng công trái phiếu đó À, là giấy nợ nhưng mà sẽ được nạp vào trong ngân sách của Fed như là một tài sản Và hiện bây giờ họ vẫn còn lưu trữ rất là nhiều những giấy nợ đó các bạn Và một điều các bạn thấy rất là rõ ràng đó là mỗi một lần chúng ta có một cái sự kiện gì Không có biết được sự kiện gì hết các bạn, giống như là năm 2020 thì dịch bệnh xảy ra Cho nên chúng ta mới thấy được là Fed à, có cái tốc độ in tiền mạnh như vậy Nhưng mà trước đó thì sao? Trước đó các bạn được là có cái sự kiện liên quan tới khuôn hoảng năm 2008 Thì Fed tâm gì? cũng là in tiền luôn các bạn và trước đó thì như nào trước đó là bong bóng com Phép tầm gì cũng là như vậy các bạn thả lỏng hệ thống tiền tệ in tiền và đây là cái tiểu quyết của uh, tất cả những ngân hàng trung ương khi mà đó là một cái sự kiện khó khăn các bạn có thể nói là sau này khi mà người ngoài hành tinh đến trái đất thì uh, phép tầm gì các bạn lúc đó họ cũng sẽ in tiền mà thôi tại vì họ chỉ biết làm bao nhiêu đó và rất là đơn giản các bạn thấy được là chúng ta đã có thể nhìn thấy được tiền in ra rồi cho dù Fed đã nhiều lần muốn thu lại nhưng mà cũng không thu được bao nhiêu à, Cho đến khi mà chúng ta một lần nữa lại cần phải thả lỏng Khi mà chúng ta có suy thoái tài chính Có thêm một sự kiện lớn như chiến tranh xảy ra Thì một lần nữa lại phải thả lỏng tiền tệ Dẫn đến tiền lại tăng lên ở trong thị trường Và các bạn được bao nhiêu năm qua cũng không muốn thu lại được Thì các bạn có nghĩ là trong đợt này Fed sẽ thành công nếu mà thu lại hết cái số lượng tiền Để được in ra từ năm 2020 hay không Thì không có lòng tin đó đâu các bạn Dựa theo lịch sử và nếu như mà các bạn nghĩ là Fed là đơn vị duy nhất làm chuyện này thì các bạn nên suy nghĩ lại. Đây là một trong những cái thống kê được chia sẻ bởi James Joy cho chúng ta thấy được là những ngân hàng trung ương lớn. Chúng ta có ECB có nghĩa là ngân hàng trung ương của châu Âu là đường màu xanh, Fed là đường màu đỏ. Chúng ta có ngân hàng trung ương của Nhật Bản là cây đường màu xanh lá cây và PBOC có nghĩa là People Bank of China là ngân hàng trung ương của Trung Quốc thì là cái đường màu vàng thì các bạn thấy như thế nào cũng là một cách đó các bạn đó chính là in tiền để mà giải quyết vấn đề khi mà cần thiết và những ngày trung ương đó thì uh, tùy theo ngân trung ương nào các bạn có lúc in nhiều có lúc in ít uh, và có nhiều bạn nghĩ là quốc gia của mình không phải như vậy thật ra cách mà đơn giản nhất đó, là các bạn có thể so sánh đồng đô la đồng đô la đã mất giá rồi tại vì chúng ta đã biết là đồng đô la thì cứ liên tục bị lạm phát năm này qua năm nọ và nếu như các bạn so sánh đồng đô la với là tiền pháp định các bạn đang lưu trữ nếu như mà tiền pháp định các bạn mất giá tốc độ còn nhanh hơn đồng đô la nữa có nghĩa là một đô la bây giờ đổi được bao nhiêu tiền pháp định của các bạn cách đây 5 năm bây giờ đổi được bao nhiêu thì các bạn nếu như mà thấy đổi được nhiều hơn thì có nghĩa là tiền phân định của bạn đang lưu trữ mất giá còn nhiều hơn là đồng đô la làm phát còn mạnh hơn nữa và cũng tương tự như là Fed chúng ta có thể được là ngân hàng trung ương châu Âu thì cũng lưu trữ rất là nhiều những công trái phiếu của những quốc gia ở châu Âu cũng vì lý do đó những quốc gia họ cần tiền ngân hàng trung ương cung cấp cho họ à, dẫn đến là ngân hàng trung ương là một trong những chủ nợ lớn của những quốc gia này và làm sao mà họ có thể thu lại được các bạn Không có đơn giản đâu Bao nhiêu năm qua họ cũng không thể Và tương lai thật hiện họ cũng không thể Giống như là Fed ở Hoa Kỳ Thì đó là điểm đầu tiên Điểm mà tôi muốn chia sẻ với bạn đầu tiên Đó chính là tiền đã được in ra rồi Khả năng thu lại hầu như là cực kỳ cực kỳ thấp các bạn Chúng ta thấy lịch sử Thì không đứng về phía của những hàng trung mương Trong cái việc này Và thứ nhì nữa đó Làm phát vẫn sẽ mãi mãi xảy ra Làm phát cũng có điều tốt các bạn là phát sẽ dẫn đến là có cách để mà kích thích người kinh tế quan trọng lạm phát có được quản lý hay là không mà thôi và quản lý như gì quản lý như lạm là phát sẽ ở mức là khoảng chừng 2% tại Hoa Kỳ nhưng mà cho dù lạm phát ở mức gọi là được quản lý đó thì tiền vẫn mất giá theo thời gian các bạn tại vì đó là một trong những cái thuế ăn mòn cái sức mua của đồng tiền chúng ta có thể nhìn thấy được là từ năm 1998 tới năm 2021 thì trải qua bao nhiêu năm qua thì 20 đô la có thể mua được gì đây là một trong những cái meme mà nhiều bạn cũng đã thấy nhiều lần rồi. Một PDC thì cứ tăng giá theo thời gian. Cái meme này là một cái meme nhưng mà nó cũng đúng với là sự thật ra các bạn, đồng đô la mất giá theo thời gian. Và đây là một trong những cái hình ảnh mà tôi đã chia sẻ rất nhiều lần với các bạn rồi. Cho chúng ta thấy được là một đô la khi xưa đáng giá là sao và bây giờ đáng giá như thế nào có thể hiểu là là một đô la hồi xưa có thể đáng giá khoảng chừng là 26 đô bây giờ đối với lại cái sức mua nhưng mà cho tới bây giờ thì một đô la các bạn thường là không mua được bao nhiêu hết điều quan trọng hơn các bạn cần nên hiểu đó là rất nhiều người đang chờ đợi Fed để dù làm phát như là Fed đã hứa nhưng mà các bạn có hiểu Fed đẩy lùi lạm phát về cái mức 2% nghĩa là gì hay là không Có phải là lúc đó, đó tất cả giá cả chúng ta thấy hiện bây giờ sẽ trở về cái giá trước đại dịch Cách đây 2-3 năm hay là thậm chí trở về cái mức giá thấp hơn trước đó Thì không phải đâu các bạn, để thùng chia sẻ để các bạn hiểu hơn Giả sử như là các bạn mua một cái gì đó 100 đô đi Chúng ta lấy ví dụ là một con cua hoàng đế đi Con cua hoàng đế đó trước đại dịch, giả sử như là con cua hoàng đế đó là đáng giá là 60 đô cách đây 3 năm thì bây giờ sau dịch, uh, công cụ đại dịch con cua hoàng đế đó đáng giá là 100 đô thì các bạn bỏ 100 đô để mua con cua hoàng đế hiện bây giờ thì nếu các bạn tính từ 60 đô tới 100 đô hôm nay thuận lại vẽ nơi các bạn các bạn đã biết là à, thuận giỏi vẽ như thế nào rồi thì 60 đô tới 100 đô đó, thì các bạn thấy được chúng ta có một cái sự tăng trưởng là 40 đô la và 40 đô la đồng nghĩa là có một cái sự tăng trưởng là 66% trong vòng 3 năm qua với giá cua hoàng đế Rồi chúng ta cũng lấy ví dụ cua hoàng đế Giả sử như là các bạn mua con cua hoàng đế Năm sau đi Năm 2024 Thì lúc này con cua hoàng đế đó Đáng giá là 102 đô các bạn Thì cũng tăng nhưng mà tăng 2 đô mà thôi Thì có nghĩa là các bạn thấy được chúng ta có sự tăng trưởng 2 đô la 2 đô la trên 100 đô đồng nghĩa là các bạn có phần trăm lạm phát là 2% so với một năm trước đó Thì khi điều này xảy ra đó, Fed sẽ nói gì? Fed nói chúng ta đã thành công rồi Lạm phát đã trở về cái mức quản lý được 2% Nhưng mà các bạn sẽ nói là chờ chút <laughs> mức giá của con cụ bằng đế bây giờ là 102 đô so với cái đó 4 năm là 60 đô thì làm sao là quản lý được Cái vấn đề mà Fed quan tâm đó chính là cái tốc độ phần trăm lạm phát năm này qua năm nọ chứ còn Fed không có phải là quan tâm đến việc là trả 102 đô này trở về 60 đô rồi các bạn. Tại vì chúng ta đã nhớ là cái số lượng tiền đã tung ra trên thị trường thì cho đến bây giờ cũng đâu thể nào rút lại được một cách nhanh chóng và khả năng là sẽ không rút lại được các bạn. Khả năng là cái số lượng tiền đó sẽ tiếp tục ở trên thị trường có thể giảm xuống một chút nhưng mà tới một lúc nào đó thì lại tăng trưởng trở lại như chúng ta đã nhìn thấy nhiều lần trước đây cho nên nhiều người mới nói là lạm phát đã đến và chúng ta nên làm quen là vì lý do đó cho dù là chúng ta trở về mức lạm phát 2% cũng đồng nghĩa là cái mức giá tăng trưởng năm này và năm nọ từ cái mức đã cao rồi là được quản lý ở mức hai phần trăm và cái điều mà chúng ta nên hiểu đó là tuy là chúng ta thấy được là giá cả leo thang nhưng mà lương thì không có leo thang như là giá cả các bạn và trên căn bản chúng ta nhìn thấy được đây là một cái sự so sánh đến từ sister và có hai cái đường cái đường mà màu đen đó là phần trăm lạm phát còn cái đường màu xanh đó chính là cái sự tăng trưởng của lương thì các bạn thấy là lương lúc nào cũng có một cái sự trì hoãn và nó không có tăng phần trăm nhanh như lạm phát trên căn bản đó năm này qua năm nọ, thập niên này và thập niên nọ thì uh, nếu chúng ta so sánh với lại một người làm bao nhiêu tiền mỗi một giờ ở Hoa Kỳ đó thì cảm thấy được là mức lương tăng nhưng mà khi các bạn trừ đi cho phần trăm lạm phát đó thì uh, trên căn bản người dân của Hoa Kỳ đi làm nó năm một năm nọ thì họ thu nhập càng ít hơn sau khi các bạn trừ ra phần trăm lạm phát. Có thể nói là khi mà thuận bắt đầu ra trường đi làm các bạn năm 2008 đó là lần đầu tiên Thuận làm trong ngành tài chính trước đó Thuận cũng đã có đi làm, các bạn đã nhớ là Thuận đi làm đủ thứ nơi các bạn Hồi Thuận còn nhỏ đó là Thuận làm McDonald's lúc đó Thuận mới 15 tuổi mà thôi, Thuận vừa học vừa làm McDonald's rồi Thuận làm ở siêu thị Target rồi sau đó Thuận làm ở khách sạn Four Seasons Hotels rồi Thuận làm ở công ty thông dịch Network Omni Thuận làm đủ thứ việc các bạn, tại vì Thuận rất là thích vừa làm vừa học rồi sau đó ra trường năm 2008 lúc đó thuận nhớ là 24 tuổi, bây giờ thằng Ba 39 tuổi rồi. À, cách đây một thời gian rất lâu rồi thì lúc đó đó à, có một người sếp ở trong công ty Ông ta tên là Thomas Nugent Thì đây là một cái chuyên viên Chiến lược đầu tư của công ty Là một chức vụ cũng rất là cao Và ông này cũng lớn tuổi rồi các bạn Và tôi nhớ thường có một cuộc trò chuyện Với ông ta lúc này thì cũng rất là nhỏ Hai, bốn tuổi mà thôi Cũng chưa hiểu gì nhiều Thì có một cái điều Ông ta thường chia sẻ Đó chính là chúng ta không nên quan tâm nhiều Đến tiền cần bao nhiêu Để có thể giải quyết vấn đề Tại vì chính phủ Hoa Kỳ Fed vẫn sẽ tiếp tục in và họ muốn in bao nhiêu cũng được. Lúc đó thường cảm thấy là ông này có biết ông đang nói gì ông gì tại vì làm sao mà có chuyện chính phủ Hoa Kỳ muốn in bao nhiêu thì in được. Tại vì không lẽ là không có ai kiểm tra hay là không có một cái con số ấn định nào Và sau này chúng hiểu ra ông ta nói đúng các bạn Chúng ta được là Fed à, Thật ra muốn in bao nhiêu cũng được Và cái nợ trần đó thì cứ nâng lên theo thời gian như các bạn đã biết rồi Và cái điều đáng tiếc là lương thì không tăng như vậy Hồi mà thùng mới đi làm đó, năm 2008 nếu như các bạn nói lúc đó một công ty bình thường ở Hoa Kỳ mà có bao nhiêu người làm lương hơn 100 000 đô thì không bao nhiêu người đâu các bạn, các bạn phải là người xếp rất lớn mới có mức lương đó. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ có thể nói là một công ty có rất nhiều người làm lương hơn 100 000 đô. Tại vì sao? Tại vì mức lương tăng theo thời gian, tại vì lạm phát đang tăng quá cao nhưng mức lương cũng không có đuổi kịp. Và một trong những dẫn chứng rất là rõ ràng Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái danh sách Năm 1971 đó Những thứ hồi xưa là bao nhiêu tiền Giống như là một căn nhà mới ở Hoa Kỳ lúc đó Là 25.200 đô à, Lương của một người Hoa Kỳ trung bình lúc đó là 10.622 đô Có nghĩa là lương của một người dân Hoa Kỳ có thể làm khoảng chừng là hai năm rưỡi là bằng một căn nhà nhưng mà các bạn thấy là lương của người dân Hoa Kỳ bây giờ trung bình là bao nhiêu có thể nói là khoảng chừng 60.000 đô đi mà một căn nhà ở Cali bây giờ đã trung bình có thể lên tới là 800.000 đô, 900.000 đô thì các bạn có nghĩ đi cái cái khoảng cách đó là quá xa rồi, không giống như hồi xưa nữa. Các bạn thấy được là một người trung bình ở Hoa Kỳ năm xưa 1971 đó lương một năm bằng mua khoảng chừng 3 chiếc xe. Bây giờ các bạn thấy là một chiếc xe là 60.000 đô bằng cả một năm người ta đi làm. À, và đương nhiên là mướn nhà cũng thấp cũng thấp với các bạn cảm ơn thường muốn chia sẻ là các bạn thấy cái sự tăng trưởng kinh khủng của những cái mặt hàng theo thời gian tại vì lạm phát và điều quan trọng hơn nữa là các bạn thấy được lương khoảng cách lương với lại những cái mặt hàng này ngày càng xa hơn khoảng cách lương một năm với lại một căn nhà mới hay là một cái xe mới nó ngày càng xa hơn tại vì lương không tăng nhanh như lạm phát đây cũng là một cái ví dụ tôi muốn chia sẻ với các bạn thì tất cả những điều này đó thường muốn chia sẻ cái gì Cứ phải làm cho các bạn cảm thấy nản trí, cảm thấy buồn quá hay là không Tại vì nếu như vậy đây thì chúng ta sẽ mãi mãi bị bỏ lại sau lưng Thì không phải đâu các bạn Thì thường chia sẻ một cái bài nghiên cứu đến từ Bloomberg Bài nghiên cứu này đó cho các bạn thấy là có hai cái đường Cái đường bên trên này là cái đường nhiều bạn quen thuộc rồi Đây là giá của BTC Và tới cái lúc mà cái hình này được chụp đó là giá BTC mức là 23.154 Thì cũng cỡ mức giá bây giờ Và cái đường mà màu xanh các bạn nhìn thấy đó Đây là cái số lượng tiền được đẩy vào trong thị trường Đến từ những ngân hàng trung ương lớn như là Fed ECB ngân hàng trung ương của châu Âu và BOJ là của Nhật Bản thì cái số lượng tiền mà những ngân hàng trung ương này đó càng ngày càng đẩy vào trên thị trường à, thì sẽ dẫn đến lạm phát tăng lên nhưng mà ngược lại cũng sẽ dẫn đến cái gì tăng các bạn có biết không đó chính là tài sản tăng lên cho nên thùng mới chia sẻ với các bạn hãy nhìn sự tương quan giữa BTC và dòng tiền đến từ các ngân hàng trung ương bạn cũng có thể tìm thấy cái sự tương quan này với tất cả loại tài sản mà có nguồn cầu tăng lên theo thời gian như là bất động sản, các chỉ số chứng khoán. Hiểu đơn giản đó là cái sự mất kiểm soát tiền tệ của các hàng trung ương giúp các tài sản tăng giá hay là các bạn có thể ngược lại là tiền pháp định mất giá. Người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là những bạn chăm chỉ làm việc và để dành tiền mặt dài hạn, lạm phát là cái thuế vô hình. Đó là điều tôi muốn chia sẻ đây với các bạn. Không phải để các bạn cảm thấy nản lòng mà cái mình tôi muốn chia sẻ nếu các bạn chỉ quan tâm đến làm sao để có thể đi làm rồi tiết kiệm tiền. Tiền mặt thì ai cũng cần các bạn và ai cũng cần một số lượng tiền mặt, thường cũng lưu trữ một số lượng tiền mặt nhưng mà cái điều quan trọng là thuận không có tiết kiệm bằng tiền mặt cũng như là thường không có lưu trữ số lượng tiền mặt nhiều hơn cần thiết. Tại vì những gì thường chia sẻ với các bạn, chúng ta đi làm đó, thì phần trăm lạm phát đã tăng cái tốc độ cao hơn là lương có thể tăng. Các bạn lưu trữ tiền mặt thì mất giá theo thời gian và đó sẽ tiếp tục là câu chuyện chúng ta sẽ nghe đời này qua đời nọ thì không có lý do gì chúng ta lưu trữ tiền mà không đầu tư hết đầu tư là cách duy nhất để chúng ta có thể có được một cuộc sống tốt hơn trong tài chính và đó cũng là lý do tại sao mà người giàu cứ mãi giàu đó các bạn tại vì họ có tài sản còn những người mà làm luận vất vả họ không có giàu thì họ có nhiều tiền mặt họ có nhiều tiêu sản dẫn đến là họ có một khoảng cách rất là xa đối với lại tự do tài chính tôi hy vọng là những cái điều này có thể giúp đỡ cho các bạn các bạn có suy nghĩ tích cực hơn về đầu tư và trong video ngày hôm nay, chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có nói biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Source Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn Để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.